Rồi, hello các bạn. Vừa mới nhận sản phẩm là review các bạn ngay liền. Đây là cái cuộn lửa là mâm điện hay là cuộn điện 3 pha. Mới nhận. Được đựng trong cái hộp quen thuộc của Yamaha ha, nhìn giống như đồ xịn sò ha. Thì trên cái trang bán hàng thì người ta nói đây là cái cuộn hàng OEM, tức là nhà phân phối thiết bị gốc. Rồi từ nhà phân phối thiết bị gốc thì mới đến chỗ sản xuất, người ta lắp vào xe. Mà trước khi ta lắp thì người ta canh chỉnh sửa này nọ đó, người ta mới vô xe cho nó phù hợp. Đây. Thì cái cuộn này thì mình mua ở Shopee giá 800 kg. Đựng trong túi ni lông cũng rất là quen thuộc ha. Tấm giấy dầu. Dầu không phải giấy xịn. Bọc. Cuộn điện 3 pha. Cho FZ G15V2. Tép X Exeter. Nhìn tổng quan thì nói chung nó cũng không có xuất sắc, không đẹp lắm. Nó là OEM chứ thật ra mình đoán nó là hàng giống như hàng công ty của doanh nghiệp nào đó sản xuất. Nói chung là không có sắc nét lắm. Thì với cái giá 800 kg thì nói chung thì nó cũng không có gì gọi là đòi hỏi quá cao. Thì mâm lửa zin của FZ là 12, 12 cuộn là một pha, tổng cộng thêm 6 cuộn là 18 cuộn. 18 cuộn này, cái điểm là 18 cuộn. Nhiều đồng thì nói chung nó cũng nhỏ. Quấn thì cũng khá đẹp, cứng, có phủ lớp keo bên ngoài. Cái bề mặt này nói chung nó cũng nhỏ, nó không bự. Thấy mấy mâm lửa kia, chỗ này nó dài ra, này nó to ra, mâm nó mới mạnh. Thì ở đây nó có tổng cộng là 5 giây. 5 giây. Hai này giống như hai dây kích. Và ba cái dây này đi vào sạc nè. Sạc. Mâm lửa gì thì có 2 giây thôi. Cái này tới 3 giây rồi. 3 pha. Khá đẹp. Không xuất sắc lắm. Có bọc ống nha, chống cháy à. Này xài ống cao su là cũng là thường thôi. Dây điện thì to, ổn. Ống luồn trên đây cũng là loại thường. 5 giây lên thì nó chia làm hai giắc. Giắc này là giắc hai dây kích. Đầu giắc nó khác. Ba nhà này vô sạc nè. Nó xả giắc 3. Giắc thì nói chung quá tệ. Này chúng ta phải làm cái giắc cho nó phù hợp với giắc trên xe. Chiều dài như zin. Nói chung là hy vọng là sẽ cải thiện đáng kể cái lượng điện phát ra. Chỉ cần được khoảng 200V là ok rồi. Thì muốn biết cái mâm lửa này có gắn được xe nào không thì các bạn có thể đo đường kính ngoài bề dày này, đường kính trong và ba cái lỗ bắt ốc này. Chỉ cần đo nó bằng với cục zin là chúng ta lắp dây zin. Ở đây nó không có ký hiệu gì hết, cũng là bình thường đó ha. Thiết bị gốc thì người ta không ký hiệu gì hết. Còn khi đến tay người nhà sản xuất gắp vào máy thì người ta sẽ đưa các mã số lên đây. Ở đây có ống coi nhiệt hết. Chỗ nào mà tiếp xúc với kim loại nè, người ta đã coi nhiệt cách điện hết. Dây rút. Phần nhựa này xấu thiệt chứ.
nhận bằng nhựa. Mấy cái bảng nhựa này làm xấu thiệt. Chỗ này thì cũng cái xô này cũng không được đẹp lắm. Thì cứ coi như là chúng ta trải nghiệm đi ha. Nếu mà nó ok thì xài thôi. Hy vọng xài được 3 năm. Và cái vo nó khoảng 200 là ok rồi. Nếu không ổn thì chúng ta chê hàng chính hãng. Thì cái hàng chính hãng thì giá gấp đôi. Hàng chính hãng là bên đô có nha các bạn. Bên đô người ta chơi lâu lắm rồi. Có cuộn 3 pha rất lâu rồi. Nhưng mà một số nước thì người ta chưa có, chưa nhập về bán. Hàng chính hãng luôn. Quân đô luôn. 3 pha nhìn nó đẹp lắm. Thì người bán người ta nói cái cuộn này nó nhẹ hơn cái cuộn chính hãng 200g. Xài ổn. Cuộn điện 3 pha GFZ G15V2 Exeter Tiếp X dân dân. Đang ngắm lại cái ngoại quan chút xíu nữa. Chỗ này đổ keo thì từ lưa đây chi không biết nữa. Đổ keo mà cũng không được gọn nữa. Chán thì một cái mâm lửa 3 pha mà mạnh thì nó chỗ này nó phải dài ra nữa nè. Dài ra nữa thì người ta quấn được nhiều dây đồng. Dài dây đồng nó phải to, quấn đầy. Bề mặt này phải là lớn. Lớn. Thì khi đó cuộn lửa ta sẽ mạnh. Thì mình đoán cuộn này nó cũng không mạnh lắm đâu. Mặc dù là 3 pha nhưng mà nó không mạnh lắm. Do nó quấn dây điện cũng hơi nhỏ nè. Dây điện. Dây đồng quấn nhỏ nè. Rồi số vòng vây trong đây nó cũng ít. Cái bảng này lại nhỏ nữa. Mình thấy một số mâm lửa của xe khác rất là đã. Thì ở video sau mình chia sẻ các bạn cách để chúng ta đo cái cuộn 3 pha. Đo thông mạch và đo ôm.